Và tôi là tên tôi là Hà Văn Thông, là thôn Khá La, xã Thanh Tân. Đến cái năm 18 tuổi là tôi bắt đầu là năm 1900 tháng 1 1975 là tôi nhập ngũ. Lúc đấy là tôi đang lớp 6, hết lớp 6 rồi. Lớp 6. Cái hồi lớp 6 18 tuổi rồi đó. Kém mấy tháng nữa là 18 tuổi, cái toàn cái cỡ đó thôi mà bọn khuyến rồi mấy thằng. Cái thời đó là học muộn, đi lưu ban hai lớp. Thế là khi nhập ngũ cả thôn như vậy là có bốn anh. Đến sau khi nhập ngũ thì được về cái trung đoàn 14 ở Thanh Hóa đóng quân tại Triệu Sơn, là huấn luyện ở đó. Huấn luyện ở đó được 3 tháng. Mùng mùng 10 tháng 4, mùng 10 tháng 4 năm 75 là bắt đầu cả trung đoàn bắt đầu là vào Nam. Đấy. Trên đường vào Nam thì đến Quảng Trị dừng lại ở đó 3 ngày nằm ở đó và kết nạp đoàn tại Quảng Trị luôn. Cái trong cả đại đội đều 4 năm anh là kết nạp đoàn ở đó. Được 3 ngày sau lại vào tiếp tục vào trong Huế, hành quân vào trong Huế ở gần một tuần ở Huế, ở cái trại Gia Bình của Ngụy, cái khu mới giải phóng đó. Ở đó. Sau lại vào tiếp tục vào và đến tận Long An. Và Long An thì cũng khi phải gần một tháng. Lúc đấy là chưa 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 biên chế, toàn bộ cái trung đoàn vào trong đấy là còn nguyên, chưa biên chế đi cái đơn vị nào hết. Thế là vào trong Long An thì đóng quân ở cái huyện là Hiệp Hòa của Long An, chủ yếu là trọ trong nhà dân. Trong đấy chủ yếu là mình chỉ học vào trong đó là học chính trị với lại đi giúp dân, nên chưa không huấn luyện, mình mới tạm thời ở đó. Nên sau đó một thời gian thì các đơn vị người ta mới đến lấy quân. Đấy, nên lấy quân này sau đấy thì tôi lại được bổ sung sang cái của cái trung đoàn 1. Của cái trung đoàn 1 đóng quân ở tại núi đất. Núi đất ở sân bay núi đất thuộc tỉnh Biên Hòa đấy. Đấy. Được 3 tháng. Lúc đấy là tôi lại điều về cái nhân viên của quân nhu của trung đoàn bộ. Đấy. Tháng 6 77 thì lại điều lên cái trung đoàn 4 đóng quân ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Đấy. Lên về đại đội 18 của 1207 thì nói đó, về Cẩm Mỹ. Điều lên nó có 3 4 người thì hắn điều lên đó. Lên đó chủ yếu cái thời năm 77 là vất vả. Cái thời là lính tráng các thứ là đời sống sinh hoạt rất khổ. Anh ăn đụn sắn khô đấy anh nha, anh cứ đang ăn trong cái 77 là đụn sắn khô, 50% là ăn đụn sắn khô. Đây là nhập cái trung đoàn ở gọi là trung đoàn 4 ở đó. Các cái đại đội trực thuộc là ở xung quanh cái trung đoàn, còn 3 tiểu đoàn bộ binh thì cũng ở khu đấy cả, ở đất nước mấy. Chủ yếu là huấn luyện với lại tăng gia, huấn luyện với 27 ạ. Năm 77 đây. Huấn luyện 12 ly 7. Bọn anh thì hồi không chiến tranh gian. Huấn luyện 12 ly 7 là huấn luyện về đánh bắn mặt đất là ít, chủ yếu là bắn phòng không. Bắn máy bay á. Luyện tập cái đó. Thì cái thời đó là đi làm chi mà nó hồi đánh Campuchia thì chưa đó mà. Nhưng ở phía sau thì toàn huấn luyện bắn máy bay, các cái mô hình máy bay. Sau thời gian đến tháng 9. Tháng 9 năm 77 được là lệnh là đơn vị hành quân là di chuyển. 9 giờ đêm bố là quả cá trung đoàn như vậy là xe các cái thứ các loại xe là đánh phải hết rồi. Ô tô các cái loại gác với lại người mua xe là chở bộ đội lên thẳng Tây Ninh luôn. Bị 9 giờ mãi đến tháng 9 đúng. Đến 2 giờ chiều thì bắt đầu đến Tây Ninh, đến ngay Sa Mát luôn, 2 giờ chiều. Đi cả đêm. Đến Sa Mát thì lúc đấy chả nhìn cái cảnh như vậy là hoang tàn. Dọc cái đường cái đường Sa Mát lên đến tận biên giới đó là dân hai bên đường là không còn chỉ chơi trụi, nhà đang cháy dở mà. Đốt sạch. Không còn chứ. Mà trong khi đến lính Campuchia nó chốt ngay cái chỗ đường biên luôn ấy. Pol Pot. Hắn chưa sang đất hắn. Bố tôi lên một lên như bây giờ chiều nay này, tối hôm đó đánh nhau luôn. Bố xuống lên cả không đánh nhau luôn, đánh là đánh buổi chiều. Cái cứ các thứ nói chung quân tư trang cái thứ để tạm Sa Mát. Sa Mát
Còn trận địa cách cái chỗ sao mát với tôi là mỗi chỉ là cái 4 cây số mà. Bên mình chỉ chốt ở bên bên đất của mình. Ngay cái đường biên ở giữa thì hai bên hai đều như này. Đó. Bánh cả đêm hôm đó. Hôm đó là cái đấy là trận đầu tiên trong đời tôi đánh nhau tham gia chiến đấu trận đầu tiên mà. 12/7 cái lúc đấy là tôi đang chưa phải sở thủ một đang bắt cái tầm cái giá đỡ đó. Thế là đào hầm trong vườn sắn của dân một đồng đánh nhau. Bánh thì không biết nào lên đâu. Hai bên cứ ngồi tại chỗ mà bắn sang bao với lại các cái loại hỏa lực. Cứ thế mà tương. Chưa ra. Sau đến nằm một đó đã được 3 ngày nhá. Sau đấy ta phải tổ chức đánh ấy. Điều thêm quân bắt đầu. Cả dùng ta dùng cả cái trực thăng đánh. Hôm đó mới đánh vận động đánh sang với đuổi hắn đi sang được biên giới lên kia. À, tức là ta giải phóng được cái vùng đó chạy sang đất đó, cái chú sa mát này. Đó. Hôm đấy thì như vậy là tối hôm đó là có một anh rồi, có một thằng số phụ là bị thương, bị mảnh cối, còn lại khẩu đội vẫn nguyên, súng ống không phải chi. Còn bộ binh thì cũng có vài anh bị thương, không đáng kể cái trận đó, bởi vì hai không đáng kể mấy, vì cái trận đầu tiên đánh rất dễ anh ạ, đánh một chạy nó. Chứ không báo huyện thì sao lại đánh. Cứ ta mạnh là chạy. Thế là sang bắt đầu là sang lên bên đất lên, lên được 3 cái số bên chốt tạm dừng rồi đấy. Chứ không đuổi nữa. Tạm dừng đấy 2 ngày. Đấy. Ra là tiếp tục xong bắt đầu là lúc đấy là lính nó chạy sang bên kia đất bên hắn rồi. Bên đây sang cái thứ hai thì bắt đầu là tiếp tục là chuyển sang hướng Cà Tum nhé. Lại đánh nhau cho Cà Tum, đồng ban Cà Tum. Cà Tum ở đó thì có cái năn chốt có một đại đội của nó dọc theo hai bên đường. Cái lúc đấy cả bà ngôi là cùng tiểu đoàn Đồng Lâm nó đang làm trinh sát gặp nhau suốt. Đánh nhau thì chốt ở đấy 2 ngày. Đấy, chốt 2 ngày. Thì như vậy là cũng đấy cũng gần biên. Nhưng mà mình chốt ngay đất mình, nhưng mà hắn cũng đất nó thôi, cái trận thứ hai đó. Hắn đến thì sau khi hai bên cứ cầm cự ngồi chốt hai bên, lâu lâu là cứ câu nhỉ. Mà anh muốn đi tắm giặt các thứ, ở đó có một cái vũng nước ảnh cái chỗ Cà Tum đó. Thì muốn qua xuống đó lấy nước với tắm thì phải qua một cái đường mòn trống. Nó rộng khoảng 2 mét. Trắng cái chỗ cái khu đó là cái cối là hắn nó hơi quang ấy. Kiểu như rừng sim. Anh muốn bỏ qua cái đường đó anh phải lăn, làm cái động tác anh phải lăn. Lăn để sang cái bờ bên kia để mà là tắm. Không cẩn thận là hắn, vì hắn tốt hay dọc đường nhìn dễ thương luôn. Cứ qua cái đường là anh phải làm cái động tác lăn thật nhanh. Dậy xong mới tê thì an toàn. Đó cái thời đó tốt được 3 ngày. Ở đó hắn xung quanh hắn nắng cái thời nắng mà quang không có bóng. Mình tráng cũng từ vật. Sau bắt đầu không chốt nữa. Ở đó 3 ngày tiếp tục lại đánh. Xong bây giờ là sẽ là đánh sang cái trận thứ hai là đánh lên đường Lợi Xuân. Qua cầu 15 đó, qua cầu 15 là đường Xuân. Đánh đường Xuân. Thì hôm đấy là cả đi cùng với bộ binh là cả một tiểu đoàn bộ binh là mình thì phối thuộc với một đại đội đang hành quân lên đường Lê Xuân. Buổi trưa, đúng buổi trưa 12 giờ trưa đang hành quân thì cả tiểu đoàn coi như là bị tập kích, bị phục kích hết chốt hai dọc bên đường này phục kích. Cái hôm đó tôi đang là số 4 là vác cái đầu bò chưa lên số 1. Thế đang hành quân đi thì bất ngờ em nó nổ súng trước. Còn lúc đầu tiên là cả cái đội hình là hơi bất ngờ là loạn xạ cả đấy nhỉ. Cả một tiểu đoạn anh còn hàng dọc này. Không 30 phút sau ấy là mới triển khai đội hình để chiến đấu. Mới triển khai được đúng không? Bắt đầu là hôm đó là hắt chốt ở đó là không phải hai đại đội lính của xem cái công sự là biết. Hai người đó đấy. Hôm nay thì tôi đang trên đường đi tự nhiên là ùng hoàng túc quắc cái là giật mình không kịp bắp súng. Cái lúc đấy đại đội trưởng bộ binh lệnh cho 12/7 lắp súng khẩn trương. Vào lắp cho tôi bắn được 2 giây dọc theo cái đường. Bắn 2 giây.
dọc rồi bắn đánh nhau mũi tên đánh tính khoảng 40 phút, hai bên đánh nhau loạn xạ trong rừng. Sau cái đợt đấy là như vậy là với tôi là hy sinh mất hai thằng, vì chúng yên mốt hai thằng số phụ đây nằm đằng sau, còn bộ binh thì bị cũng khoảng trên dưới còn hơn cái số mà mình biết được cái đại đội mình đi với mình là biết được 7-8 thằng, nó mới muốn bằng hy sinh đấy. Biết trong đó mình biết là có hai ông Thanh Kỳ đứa này, ông Mao với lại ông Thiết đấy, là cũng cái trận đó là cũng bị thương mà tôi vừa biết được. Xong đánh nhau xong mãi đến gần chiều không đánh cái trận nó khoảng hơn tiếng rồi, hơn tiếng rồi bắt đầu là mình chiếm được cái công sự đó, mình giải phóng công sự, nó lấy là lính nhân chạy sâu vào đất lên kiểm tra thì các thứ cái hắn bó lại một khẩu đại liên, thì những cái súng mình bắn trúng đại liên hư luôn, chúng bỏ xác lại mấy tảng còn lại thì hắn nuôi đi hết. Cái trận đó cũng tương đối, cái trận đấy là mình bị bất ngờ chứ phục kích là đau lắm đó. phục kích là anh không chủ động, nó tập kích khác. Xong đến cái đấy là bắt đầu là đến là 22 tháng 12 năm 77, 22 tháng 12 năm 77 là ta mở toàn chiến dịch biên giới để kỷ niệm cái ngày thành lập quân đội thôi nhé. Thì lúc đấy là đánh sang cái đầu tiên là chiến dịch chính nghĩa là đánh sang là chuyển sang hướng Tây Ninh nè, đánh sang cái Phun Ba. Cái hôm đấy chiều tối hôm đấy là đơn vị ở trong rừng tổ chức chuẩn bị hành quân để đi đánh Phun Ba, chiều tối là chuẩn bị hành quân cả đêm xuyên qua rừng các thứ để mãi đến Phun Ba là coi như là vừa đến 4 giờ sáng nha, 4 giờ sáng mới rồi đến cái rìa của cái làng đấy, qua cái đồng chống trải gì rộng hơn. Thì bắt buộc là đến cái khi vị trí ám sát là lính tráng là bắt đầu là nằm hết xung quanh để ém quân ở đó, bắt đầu pháo tầm xa đằng sau ta với quanh tạc vào cái thôn đó, cái phum nó hơn 200 nhà đó, phum lớn đó. Bắt đầu pháo bắn khoảng hơn một tiếng, đó là pháo tầm xa của ta đó, bắn vào cái phum đó. Sau bắt đầu pháo bắt đầu chuyển làn, cái bắt đầu hồng cả hành quân bắt đầu là đánh lên, hắn chốt ngay trong cái phùm đó luôn, hắn làm công sự ngay gầm sàn, nhà sàn, hắn chốt ở cái rìa bờ với con gầm sàn công sự hắn, bắt đầu đánh như hơn tiếng, mà đánh qua cái đấy là hôm cái hướng của tôi là một tiểu đoàn đó, một tiểu đoàn chiếm được cái phùm đó bắt buộc phải qua một cái cánh đồng. Mà cái đồng cái lúa là đang gặt rồi, chứ cái lượng lúa là đang để ngoài đồng nhá, chưa lấy hết nhá. Một số thì có anh thì không may lên ngay vô cái ruộng lầy đây sình nhá, bằng tóc bùi này, trước tàng có đây này. Không may mà thụt xuống đó là dở, lên cũng khó, vừa xuống cũng khó, kéo chân đi lên nó thụt với ngay xuống. Cái lúc đấy với tôi là cứ phải nhích từng đoạn một, cái ba thằng khênh 27 qua cái đồng, anh biết đó. Nhưng khi anh bắn mạnh quá lắm lúc phải nấp vào cái bờ ruộng thôi, bờ ruộng anh quần mai bò mai lên mai thì cuối cùng là cũng chiếm được cái phum đó. Hôm đó đánh là ba hướng chứ một mình một hướng, mình hướng chính không bao giờ đánh được, hai bên sườn hai tiểu đoàn cả tiểu đoàn đánh mà đánh được đó, mình là cái hướng đằng trước. Hôm đó lên nữ chà, lính tráng các thứ, anh mà anh em bùn từ đầu đến chân lội qua cái gánh đồng lầy mà bùn, tôi tính sau bắt đầu lên giải phóng mấy cái khu phân công đi, bắt đầu là truy quét xung quanh các cái hầm. Hôm đó là riêng cái khẩu đồi tôi bị thương, có một thằng nó bị tự nhưng thằng bị chân nhẹ, còn bộ binh cũng vài anh cũng bị đi, mấy người chết, nghe nói vì số thấy vận tải thấy khỉnh, nhưng mà khẩu đội mình hôm nay may mắn, may mắn là cũng không phải chi. Đánh sang bắt đầu là giải phóng, hôm đó bắt đầu là đơn vị tổ chức lên cái là phải tranh thủ ấy ngay, không có phản kích nữa, và lại phải tìm cái chỗ ẩn nấp để chuẩn bị đánh nhanh phản kích. Xong hơn tiếng thao im, không có vấn đề gì cả, lúc hắn chạy rồi. Thời bắt đầu lính tráng bắt đầu đi đi kiểm tra thì còn bỏ lại mấy thằng hai thằng chết tại hầm luôn mà. Chúng cuối của mình pháo.
vì các thứ thì nên chạy còn cái hướng khác không sao, nhưng mà hôm đấy là bắt đầu là mới đi kiểm tra hết các cái hầm hào các thứ là mớ dân chui dưới hết á, dưới hầm sợ không dám lên, mà cái đợt đấy là tính to nhỏ cả già trẻ, chủ yếu là già với con nít, quần áo thì rách rưới liền đuôi khổ sở. Đến khi mà tôi kêu có một số bà mẹ biết tiếng Biên ta đó, tiếng Campuchia thì biết đầu kêu, bắt đầu họ mới lên lên nó run cầm nó sợ bộ đội Việt Nam, ừ, lính phong phú nó chuyển sợ mãi, sau cuối cùng mình đây sau họ mới đấy là mình mới bố trí cơm nước có lửa khô mà đã xấy thì bố trí cho họ ăn, ăn lên ăn uống đến chiều thì mình có một cái đoàn xe vận tải ở Việt Nam mình sang đó. Rồi lấy cái dân đấy về bên Tây Ninh. Lúc đấy là cả nha, cả một cái phum đó anh à, ăn chỉ có một cái bếp tập thể thôi, anh gọi là công xã. Ủa tôi lên kiểm tra cái nhà bếp, anh chỉ một dãy cái nhà bếp toàn so nội cháo rồi là kính thưa các loại nhiều thứ lắm. Ăn bếp tập trung, mà lên trên cái nhà sàn kiểm tra không có gì cả, không có nuôi nhiều gì dân, thế là tập trung. Mà sau đấy ở đây là 7 ngày đó, chốt ở cái phum đó 7 ngày. Nguyên vị ta chốt rồi đó. Thì cái sinh hoạt thì cái thời chốt đó này thì mình lại không thiếu, vì cái gà vịt còn nhiều lắm, trâu bò. Xong đó một tuần sau được lệnh nha, được lệnh bắt đầu đánh sang cái phum cô, tôi không nói là cách đấy là 4 cây số cái phum cô. Gọi là phum cô. Cái phum đa nhỉ? Cách phum đa. Thì cái hôm đấy trên đường đi thì gặp, lần đầu tiên gặp anh đưa cơm đấy nhá. Đấy cái trận đó đó. Thì hôm đó mà tôi đi đánh là có coi là 2T54 3M113. Thế một tiểu đoàn đánh lên cái phum nữa đó. Thì đang trên đường hành quân, cái lúc này là chưa lên xe tăng nhá. Chưa đến gần. Thì gặp anh. Nhưng gặp anh xong là anh em mình nói chuyện được 4-5-7 phút nhờ. Sau là anh đi lên với tôi sang phum cô. Thì đi được 2 cái số, lúc đấy tôi mới lên xe tăng, mới có xe tăng đi. Cái trận đó, cái trận phum cô hắn quân Pol Pot hắn gọi là cái làng, như ta là làng đó, hắn đang là phum. Thì trong đó lính có một đại đội lính ở đó, đại đội lính. Cái phum nó khoảng 4-50 nắp nhà thôi. Đúng không nhỉ? Rộng đấy. Nhưng mà hắn là thưa, hắn không cần. Mà cái bắt đầu là sau khi triển khai đánh lên một tiểu đoàn nữa đến cái phum cu. Thì cũng gần ngàn xe tăng hắn đi trước có tí thôi mà. Nhưng mình là cứ túc tắc phải khênh súng theo hắn đó. Không kịp. Cả bộ binh đánh cái phùm nó là rừng, một cái đường chính, cái đường vào làng hắn là tương đối rộng đấy, đường bò thôi, đường ô tô đi được, đường ô tô đi nhá. Thì như vậy là cái đường lớn này để vào cái phùm đấy là gài mìn chống tăng, dở chứ, gài mìn chống tăng hết đấy. Sau là mình là phải vừa đánh vừa đi tháo mìn, được có mìn với lại tăng là không dám đi thẳng mà đi rừng nữa, rừng cây nhỏ thôi, xe tăng đi được. Đi thẳng đường này hay dính tăng, hay dính mình chính tăng, dàn theo đánh cái trận đó, đánh cái trận này cũng ghé được khoảng hơn tiếng rồi, mình có xe tăng đánh lên hơn tiếng bắt đầu mình giải phóng được. Đấy, giải phóng được thì lúc đấy cái trận này là bộ binh cũng bị thương tương đối, hy sinh cũng đến hơn chục người nữa, như khẩu đội tôi bị hai thằng bị thương. Mà phải đi tuyến sau đó, không đánh nhau được nữa mà. Vì cố hết đi cả. Đánh xong bắt đầu là chiếm được cái công sự của nó. Phải mình xuống thì hai thằng nằm dưới tưởng là lính nhà mình đây. Và dậy thế nào bái à, kéo ra là thằng Biên nó chết dưới đó. À chà. Chập tối rồi. Xong mình kéo hắn lên, vứt hắn lên trên miệng hầm đi, mình là phải chui xuống đó để lắp súng vào đó. Lấy hầm của nó. Vứt thân xác hắn kéo hắn lên đi, là mình phải chiếm cái công sự đây để làm cái không có tối tập cái là dở cái trận đó nè. Hôm đấy kể ra thì đi với xe tăng thì đánh nhau thì mình ít bắn, hắn bắn nhiều hơn,
Nhưng mà nhọc, chạy theo xe tăng thì nhọc. Nhưng mà thằng lính xe tăng là nó khỏe, đang cho nó ngồi trong xe thôi anh ạ. Đến khi giải phóng được cái trận nào các thứ là lợn gà trên hết trong thùng xe. Nhất là loại M113. Chứ lính mình thì nhọc, lính mình phải đi bộ. Có cái có trận mà đánh nhau mà kiểu như gần dàn hàng, mình phải đi bên cạnh xe tăng đó. Hai bên cánh hà này là đi xe tăng đi, phải bảo vệ cả vũ binh. Mà cứ ngồi gần xe tăng bắn vào mình tất cả cái ngực lên 12 ly 7 nó bắn, ngồi gần xe tăng cách có mấy mét thôi. Thế trên xe nó bắn lâu lâu làm cái pháo trong ly nữa. Nhọc, hắn thì hay đấy, nhưng mà nhọc. Đánh mình nghe hay hơn, đánh cái xe tăng đánh khổ gì này, cách 3 cái số là lính hắn là nghe tiếng xe rồi. Gồm du quá. Hắn không bí mật được đúng không? Nó cũng sợ đi với xe tăng, nhưng mà cũng có cái hay. Nó phát hiện được là hắn bắn cuối, hắn bắn chặn đầu đó, kìa pháo cuối của hắn nghe tiếng xe là hắn lộ. Hắn cũng có cái hay cái dở đó, đánh với xe tăng. Nhưng mà hơi nhọc. Nói hai lên cái đợt này là sẽ nào. Sau bữa đầu với tiếp cái phùng cô lên đánh vi mốt anh ạ. Ầu. Bữa là chuyển lên hướng vi mốt. Hướng vi mốt cách phùng ba cứ thẳng cái đường hắn gọi quốc lộ gì, đường nhựa lên à, lô 7 à? À, cháu biết lộ mấy. Đánh lên đó. Đánh lên một tiểu đoàn thôi. Mấy đồng cùng đánh xe tăng. Bắt đầu xe tăng thì cách 2 cây số nên nó bắn vào thị trấn này mà đưa đi vào bắn độ giữa thì kiếp vào đến nơi quá là chạy hết à, lính chạy hết lúc mình đánh cho em chạy hết bỏ là cái thị trấn chả coi gì cả, đổ đạc chả coi gì, nhà cửa thì tương đối đẹp đã, đồ sộ thôi mà không còn cái gì cả. Đó. Lên thế ở cái thị trấn nó còn đêm nữa mà đánh là chết có đêm sau lại chuyển hướng. Xong 11 sau mới là đơn vị lại quay xuống bắt đầu chốt ở cầu 17. Cầu 17 tháng 2 hay tháng 3 năm 78 vậy đó. Mới được chốt rồi đã được 3 ngày. Nhìn chốt rồi đó thì có một đại đội thôi. Một đại đội mùa binh với khẩu 12 lê 7 mình. Chốt cái cầu đó ạ. Cái cầu gỗ mà. Hai bên là rừng thấp thôi. Hắn rừng le rừng ấy. Chốt cái cầu 17. Chốt ở đó được 3 ngày anh ạ. 3 ngày thì cũng đào công sự các thứ cũng chắc chắn vì mình chốt mà. Chốt 3 ngày đến cái đêm chiều thứ tư là hắn đánh vào. Nguyên tổ chức đánh. Hôm đó là giờ chập khoảng 6 giờ tối. Và rồi pháo cuối tự nhiên là đánh vào cái trận địa. Đánh. Lúc đấy là bộ binh nhân chưa xung phong nhá, hắn mới bắt đầu bắn cối với lại pháo với cái hỏa lực tầm gần trước. Sau bắt đầu là hắn mới bắn xong một loạt hô xung phong đó mà. Sau quân nhà mình phản lại cũng ác, mình có đại đội thôi nhưng mà được cái tiểu đoàn tăng cường cối 82 đó, có mà. Bắt đầu đánh nhau, hai bên bắt đầu bắn nhau trong rừng cái rừng á. Mình thì cái khẩu đội mình thì dọc theo cái chốt ngay cái bờ đường, sát bờ đường vào khoảng lùi khoảng 3 mét. So với cái đường lớn cái cầu á, cách cái cầu khoảng 30 mét. Mình chốt không phải ngay, chốt ngay cầu lùi về sau 30 mét. Ôm á. Hắn chả tưởng là hắn khả năng hắn nắm được lực lượng mình có đại đội. Đấy con trinh sát thật cầu. Hắn lánh các hỏa lực hôm cũng mạnh. Các cái loại hỏa lực của nó xong bắt đầu là súng bộ binh nhân xung phong. Xung phong cứ chô. Còn mình cũng quất lại cũng quá cái hôm đấy là may mình cũng có cối nè. Có hỏa lực cũng mạnh đường mà khổ 12 ly 7 nó bắn. Bắn càng bắn lại hàng càng các cái B1 là nhiều anh không phát huy được đấy mà trong rừng nha. Ở nhiều đường anh bắn được. Nhưng mà trong rừng là vướng đằng sau là hùng bên 10 bên 1 là hơi bị ấy. Vướng. Vướng bụi sau thì cũng bắn. Bắn nhau xong nửa đêm. Nửa đêm mình bây giờ lại gọi các cái loại pháo khác thứ hỗ trợ bắn. Bắn vào cái đội hình của hắn đằng trước. Hắn cách tầm đưa mình nó lên đến 3 40 mét rồi nghe hô tiếng như rồi. Chưa vào đến hầm mình đâu. Bây giờ sau các cái loại cối của tiểu đoàn các cái bắn. Bắn sau thì thấy im, bây giờ thấy im tưởng là hắn rút, đấy lúc sau lại tiếp tục,
hôm đó đánh lên hai lần nhưng mà không chiếm được công sự của mình, vì trời luôn đó là tối rồi, đánh lên 8 giờ tối rồi. Anh lên lần thứ hai cũng không đánh được. Đấy, sau đó là đến sáng anh đánh sàn rút, nghe chưa, anh rút không đánh nữa. Sau đến sáng dậy thì cái trận hôm đó là ngay cái ban chỉ huy đại đội nha, không biết rằng hình như là trúng một quả cối, thế là chết mất hai ông ban chỉ huy đại đội của bộ binh hy sinh, một thằng liên lạc chết luôn. Sau đấy là tiểu đoàn với cấp trên với bổ sung cái anh chỉ huy khác đến để mà thay cái vị hy sinh của cái đại đội bộ binh nhé. Sau khi lính rút rồi, bắt đầu là sáng mình dậy mình lên đi kiểm tra, cho bắt đầu trinh sát của ta lên kiểm tra đằng trước. Thì cũng bị nhiều đó, thấy máu me các thứ là coi như là trước cái trận địa mình ở nhiều. Thế thu được hai cái khẩu súng hư AK. Đó, cái trận đó không biết là chết nhiều không, nhưng mà thấy chắc cũng phải bị máu me nhiều. Chút rồi đó, như vậy là được hai ngày thì không thấy đánh nữa, hắn cũng không mò lên nữa. Thôi mình lại không chốt nữa, lại tiếp tục đi. Cầu Sa Nun, nó gọi là cầu Sa Nun, nó mới lại hướng Lồng Ninh, nghĩa là không biết là hắn thuộc tỉnh chi mà không biết, nhưng mà là cái gần cái cầu Sa Nun đấy. Lúc đó là bên đất của Campuchia. Đó, thì chốt ở trên đó như vậy là 4 ngày trên lô cao su. Chốt để chuẩn bị đánh sâu sang cái cầu Sa Nun này, đánh sâu vô nữa. Cái đợt đấy công từ là lúc đấy là lên khẩu đội trưởng rồi nha, không làm xạ thủ một nữa. Trong cái xạ thủ một là tôi làm 8 tháng xạ thủ một, và cái thân với lại 4 tháng cái đầu bò đó. Đến cái lúc đó tôi lên tiểu đội trưởng giữ AK được hơn tháng rồi, và lúc đó là không xạ thủ một, tới là tiểu đội trưởng rồi. Phong một phát từ đầu chiến dịch là lúc đang minh nhất, là nói lại thì từ cái khi trước khi vào đánh Campuchia năm 77 là tôi đang binh nhất, đến khi tôi ra Bắc cái phong lên trung sĩ luôn, phong vượt cấp lên trung, cũng năm 78 hình như là tháng 5 tháng 6 năm 78 thì ở đấy là cũng gần cái đường Lệ Xuân. Với tôi là rút về đó nhá, rút về tại sao là rút, là khi khẩu đội như là hết người, còn có 6-7 anh gì đánh nhau cái gì nữa, lúc đấy là cho tạm về nghỉ ở cứ. Dạ, cứ là cứ gần thôi chứ không phải cứ tuyến sau, một cái cứ gọi là cái chỗ ban hậu cần là ta nấu cơm nước các thứ để phục vụ cho anh em ở trận địa, thì tạm về đó là tạm thời là chờ quân để bổ sung vì không đủ số súng, còn có một khẩu đội, còn hai khẩu đội thì họ đủ số súng thì họ đang đi ở các cái đại đội ở các cái điểm chốt. Cái hôm đó là như thế là thôi không đủ người nữa thì làm công tác phục vụ đưa cơm cho các khẩu đội. hôm nay tôi lần giao nhiệm vụ cho tôi anh mang ba lô cơm ra cái trận địa cho cái khẩu đội cách khoảng 2 cây số đó. Thì nếu đi đường rừng cứ theo cái đường mòn của cái điện thoại đi này, bán được cái thông tin à? Bán được tin đi đường mòn trong rừng, là giao nhiệm vụ cho tôi mang cái ba lô cơm nắm, cái ba lô cơm nắm khoảng được 25-30 đầy cái ba lô mà mang cơm nắm với lại cái ruốc bông các thứ mang ra cái khẩu đội hắn đang chốt là kia thì đi. Thì tôi mới đi khả năng được cũng được gần cây số rồi. Gần cây số tự nhiên là bị phục kích. Có mình thôi hắn chia nhau đi các nơi khác, các anh làm cái việc khác, anh ấy giúp nấu cơm đủ thứ. Thì bắt đầu đi lần đầu tiên tôi mang cơm ra trận địa đấy, không phải nuôi nhưng mà mang ra hơn cây số tự nhiên là bị phục kích, hắn hai bên đi. Nhưng phục kích là hắn có AK thôi, không có hỏa lực, chắc hắn cũng có vài thằng thôi. Vì tôi cũng mang khẩu AK chứ, mang khẩu AK với hai trái lên đạn cầu. Bị tự nhiên là đang đi nó quả cứ chiếu giật mình, tôi nằm xuống ngay, tôi vẫn nằm xuống. Thì chưa kịp chạy mà phải nằm xuống ngay, cái đã chạy là chết rồi, bắn đằng sau. Nằm xuống bắt đầu là tôi vứt cái ba lô cơm đặt lên trước. Đấy trước đầu này. Đặt ba lô lên cái cây súng lên cái ba lô cơm đó. Tôi làm hết nó băng. Cha biết tôi rằng làm hết bắn loạn xạ. Lúc đấy bắt đầu là thôi. Rút bò về không dám đi nữa. Bò lết
về mà vẫn còn lôi được cái ba lô cơm, phải chạy ngược về về cho đi ạ. Và thôi báo cáo với trung đội trưởng là tình hình như vậy, không đi đâu bị gì hết, nên Linh nó chốt mất cái đường đó rồi. Vâng, chịu. Chưa hôm đấy là cái khẩu đội đó là nhịn cơm đấy nha, mình mang lên đưa đâu cơm được. Cũng không bố trí người đi tiếp nữa. Sau cái báo cáo lên đèn với tiểu đoàn thì cái chiều hôm đấy là cho một tiểu đội của mình đi trinh sát đi kiểm tra cái đường đó. Nhưng hắn rút vào luôn đó. Chiều tối 9 giờ đêm mới mang cơm lên. Hai thằng cũng là thêm một thằng đó mang cơm lên cái khẩu đội đấy, cái trận đó. Trong cái số các cái khẩu đội là có 3 anh là xã thủ, 1 là hy sinh, toàn người Thành Hóa thôi. Thì hắn bắn trúng súng. Toàn mấy mới được một. Mấy Hoàng Hóa mà toàn lính 74 đấy nhá, 73 cái lính cũ đấy nhá. Ba chính là xã thủ 1, là mình là người thứ tư là cũng xã thủ 1, nhưng mà mình lại cũng không hư hai khẩu 12-7. Hư là hư trước cái khẩu đội kia chốt, trên chốt chốt là bắn trúng súng đến 10-1. Hư hai khẩu súng với là hy sinh phải đến chục người. Trong cái đại đội của tôi đó, trong 4 khẩu đội hy sinh có chục người thôi. Mà toàn lính Bắc ta lính cũ đó. Hy sinh bị thương 7-8 anh bị thương. Cái lúc đầu đánh nhau là toàn lính miền Bắc ta chứ. Mãi cuối 7-8 này mới bổ sung lính miền Nam đó, tân binh mới có đấy. Chứ đầu toàn đánh Bắc ở tân binh. Tiểu đoàn giao nhiệm vụ là thôi mai anh chuẩn bị quân tư trang ra sở chỉ huy trung đoàn cách 3 cái số đó. Cái sở cái làng 24 là con là làng 24 là cuối năm 77 thôi. Năm 78 rồi. Cái làng 224. Nó là 24 nhưng mà là 24 nóng nhà gọi là làng hay là phum 24. Cái hôm ấy mà tôi đánh lên con một đại đội với một không 207 thôi. Mà cái làng 24 ăn chốt con trung đội lính thôi, con tốt có trung đội. Đánh thì chủ yếu là dân thôi. Đánh thì cũng đánh có hơn tiếng. Sau khi đánh nhau hơn tiếng thì hắn bỏ chạy. Bỏ chạy thế là mình chiếm được cái làng đó. Cái làng đấy thì không còn dân nữa. Mấy cái nhà sản không có dân. Đó là đánh nhau chạy lên đi nhìn thì đi kiểm tra các cái hầm công sự của nó là cũng thấy máu me nha. Chắc chắn là bị thương không thì chết hết luôn, hết xác, không bao giờ để xác. Nên cái đợt trận đấy là khẩu đội là không bị thương thằng nào. Cái làng đánh làng 24. Hắn đơn giản là cái trận đấy. Sang mình le chú đánh nha, với lại xong bắt đầu đánh sang lại đánh sang cái phun tám nhà. Nó lại là cái làng đó là phun tám nhà, anh cũng gần khu đó thôi. Bắt đầu là chuyển sang và đánh tiếp sang cái phun tám nhà thì cũng cái đơn vị đó là cũng bằng đấy người thôi, hắn chết khoảng trung đội. Chắc cũng cái lính địa phương của hắn tại cái phun tám nhà đấy. Đánh cũng đơn giản thôi, đánh khoảng tiếng hơn tiếng là cũng giải phóng được. Thế là mình chiếm ra giữ ở đấy là đến chỉ có một ngày thôi. Mình tạm giữ chốt một ngày sau là bỏ. Đấy, vì lính nhân lúc đấy là hắn chạy sâu trong đất của hắn. Thế mình lại bỏ với quay sang đến cái trận đó với quay sang Sanun nhé, đúng rồi, đang đánh cờ Sanun đó. Đang nghe ở cái chỗ Sanun. Thì bắt đầu quay lên cái hướng bên Lộc Minh thì chỗ là lúc đấy là cả tiểu đoàn với khẩu 12-7 là chốt để chuẩn bị đánh cái giải phóng cái cầu Sanun để đi sâu vào trong đất ca đó. Thì chốt với tôi chốt đến là 4-5 ngày trên lô cao su để chuẩn bị chờ lệnh để đánh sâu vào đó. Nên chờ lệnh như tôi đang nói giờ, cái lúc đấy bảo là tiểu đoàn là lên gặp đó. Thì lúc đấy anh em phải nói là không một cái điểm bất ngờ, mà trong khi là mình là cái dạng là cũng đánh nhau cũng thành cựu rồi. Thì mình đi thì anh em cũng ấy chứ, nói chứ. Vì cái tình cảm ở với nhau vì đoàn trên đấy rồi nên mình được ra Bắc. Đúng thằng một thằng ấy nhìn mặt người ngác ấy. Vừa qua thôi, biết làm thế nào được nhiệm vụ cả thôi. Anh em cố gắng. Thế là mình đi thôi. Thế là lên thì ra trung đoàn. Thì về tới sở chỉ huy trung đoàn. Lúc đấy có hai thằng trinh sát hắn đưa đi đó, trinh sát. Mình có biết đường mổ, hắn cũng phải đi sợ dọc đường nữa. Đường mổ mắm ngoài, đi cách cái tiểu đoàn đã được hơn cây số rồi bị mấy quả pháo thì bắn dọc theo cái đường đó nào. Chạy thôi mà, thục mạng, chạy theo cả thằng
trời mai trời mai u trần một mạch ra đi sở chỉ huy trung đoàn luôn. Ra làm thủ tục xong bắt đầu đi hành quân đi Sài Gòn, ra nằm trạm T-645 của quân khu 7 ngay chỗ quận Bình Thạnh ấy, cách 3 cây, nằm đó 1 tuần. Nằm tuần thì chỉ có ngày 3 bữa ăn chơi để chờ thôi, mà chờ tàu xe. Các đơn vị tập trung về đi ra Bắc cái đợt cái chuyến tàu thứ nhất cũng phải ít luôn, cả khu miền Nam thôi mà. Toàn là bộ đội tàu thứ nhất của tàu quân sự bắt đầu hành quân ra Bắc 3 ngày, đi 3 ngày cái đợt đó, về đến Thanh Hóa. Đi tàu á, cái là đi lâu nhất á, đến ga Thái Nguyên thì bắt đầu xuống bắt đầu 3 thằng đi. Chả biết cứ từ đi chơi cái đã, đi dạo phố Thái Nguyên cái đã, chán 3 thằng bắt đầu đi tìm theo cái địa chỉ đó. Mà cái ga đó có 4 cây số thôi mà, cái trường đó. Sau về đó vào nhập những cái trường đó thì cũng chưa biên chế đâu, cứ nghỉ ngơi đó, lính Bắc ra toàn lính chiến đó. Nằm một chục ngày chơi với các thứ thì chưa được biên chế. Có đâu thì bắt đầu bàn giao hết cho các cái đơn vị khác, họ lấy hết quân rồi bắt đầu cả trung đoàn bắt đầu bốc lên lên Bảo Lạc, Cao Bằng, tỉnh Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc của Cao Bằng lên đã nằm 1 tháng sau liền thay cho một cái đơn vị ở trên đó. Trên đơn vị nó có 3 cái chốt của các 3 đại đội rồi mình tăng cường lên đó để mấy kêu ở trên lâu là công rút về sau mình lên thay, cả đại đội cũng lên thay, đại đội trung đội thay trung đội đó. Lên nằm cái chốt đó, nằm trên chốt là lúc đấy đang trung đội cho nằm cái chốt 1052 của Bảo Lạc ấy. Xã Cốc Bảng á, 2 năm trên chốt đang ngồi trung đội trưởng vất thì chỉ chậm vất. Cái nhất là cái thời tiết anh khổ nhất là đi tắm giặt với nước sinh hoạt là phải gánh 2 cái càn 10 lít ấy, đi đọc khoảng 500 mét thì từ chân đội lên đến đỉnh chốt phải đi gánh nước lạnh lắm nhỉ, lạnh chi trả lạnh. Sau đó bắt đầu là tôi lại chuyển sang một cái đang ở trung đội, là chuyển sang một cái chốt khác cách khoảng 10 cây số cùng một tiểu đoàn đấy, nhưng mà các chốt cách xa chứ đó. Mỗi thằng quả đội mà mỗi đại đội, tôi lại chuyển sang cái đội khác, lúc lên đại đội phó. Đại đội phó chuyển làm cái chốt đó, năm cái đấy là năm 86, năm trước là 86 để làm thoa, là lên đại đội phó lên cái chốt đó. Sau là cuối cùng lại lên cái chốt đó là gọi là chốt 900, thỉnh thoảng cũng bắn pháo vô, bắn vô nhưng mà không trúng chân địa, mà bắn toàn vô chân thôi, mình cũng phán pháo lại bắn sang, nhưng mà là hai bên bộ binh là không đánh nhau vì pháo, thực hiện pháo thôi. Nhưng cũng vất là vất cái chỗ mà lúc muốn nâng trạng thái chiến đấu, lính tráng phải nằm hầm khổ, nằm hầm không được đi đâu hết, lúc bố sẵn sàng chiến đấu nâng trạng thái liên tục. Thời gian đấy xong bắt đầu rút ra cả đại đội cả tiểu đoàn bắt đầu là không chốt nữa, các cái điểm chốt là giao cho lính biên phòng của quân đỏ nhà ta là rút về gần thị trấn hết để huấn luyện đó. thế là ra Bắc. Xong cái thời gian đấy là đơn vị gia đình cũng khó khăn, bản tôi mới làm đơn, thế làm đơn và xin về